Hiếu sinh ra và lớn lên ở Đức. Năm 2015, Hiếu về Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp ca hát. Những năm hoạt động nghệ thuật ở quê hương cũng là quãng thời gian mà Hiếu tìm hiểu về nguồn gốc của mình. Năm 2023, Hiếu đoạt vị trí thứ 3 ở Eurovision Song Contest của Đức. Và đây cũng là cột mốc đầu tiên đánh dấu hành trình Hiếu mang Việt Nam ra thế giới. Và hành trình đó còn tiếp tục trong series Trọng Hiếu Kinh Khủng Khiếp mùa 4 này. Hành trình này thú vị, kinh khủng khiếp cả nhà ơi. Nên thế, mọi người hãy đồng hành cùng với Hiếu nhé. Điểm xuất phát của Hiếu là Wegglin ở Đức. Và Hiếu đang phấn khích kinh khủng khiếp lại được thực hiện thử thách mang Việt Nam ra thế giới. Đố mọi người, Hiếu sẽ tới nơi nào? Bật mí với mọi người nhé là nơi này mùa đông lạnh kinh khủng khiếp. Nơi này sản xuất rất nhiều phim truyền hình lãng mạn cực. Và còn có nhiều idol nữa. Lần này, Hiếu sẽ giới thiệu âm nhạc Việt Nam ở Seoul, Hàn Quốc. Và để giới thiệu văn hóa và đặc biệt là nón lá Việt Nam ở một đất nước mà có nhiều thần tượng như thế này ấy. Úi giời ơi, quà này là quá không dễ dàng. Trước tiên, Hiếu cần làm quen với đất nước này và cần hiểu được cái tinh thần của mọi người. Nên thế là Hiếu gặp một cô gái người Việt đang du học ở đây. Tâm Tami. Em chào anh. Chào thông tướng. Ở Hàn đây mình phải chào thế này đúng không? Vâng, ở Hàn là 안녕하세요. Có mấy cái video mà lần nào mà chào xong là kiểu đập đầu với nhau ấy. Xin chào Tâm. Ê, Tâm yên. Chào anh. Ôi, Tâm ở Hàn Quốc đây nhưng mà Tâm quảng bá văn hóa Việt Nam của chúng mình mà đúng không? Vâng. Như ngày hôm nay này. Dạ, đây là áo lấy cảm hứng từ áo tóc ạ. Áo tóc, áo ngũ thân ạ. Cả nhà ơi, thật sự Tâm là một người nổi tiếng ấy. Đúng không? Tâm là một người nổi tiếng ở Hàn Quốc đây. Tâm nổi tiếng ở đây với trang phục Việt Nam và mang văn hóa Việt Nam tới BTS. Anh em ạ, chính xác BTS đấy. Tâm là được BTS thả kim trên cái video của Tâm đúng không? Vâng. Và cũng mặc áo dài này đúng không? Dạ vâng ạ. Khi em mặc trang phục này thì cũng là một phần là màu vàng nên là nó khá là nổi bật ở concert. Nên là có rất là nhiều bạn bè quốc tế yêu thích và đã xin chụp ảnh cùng em. Ngoài ra thì cũng được một số bên các trang báo Hàn kiểu chú ý. Bởi vì là được nhận xét là một trong những trang phục đặc biệt ở concert. Bởi vì là concert là nơi mà tụi em thể hiện tình cảm đối với idol, cũng như là nơi thể hiện màu sắc cá tính riêng. Báo chí của Hàn thì nói gì về cái bộ áo tắc của em? Người ta hỏi em là đến từ đâu? Thì em rất là tự hào là em đến từ Việt Nam mình. Đó. Thì có sáng tác một cái bài hát tên là Dám khác biệt, Dare to be different. Và trong bài hát đó, Hiếu kết hợp sự hiện đại của châu Âu kết hợp với những cái điều truyền thống của Việt Nam của chúng mình. Hiếu lấy được những cái điểm truyền thống của Việt Nam của mình vào cái bài hát đó, lại làm cho mình đặc biệt. Đấy là kiểu mình hãy là chính mình, hãy là tự tin với bản thân mình và mình hãy dám khác biệt, đúng không? Mình không cần sợ, mình không cần làm theo ai cả, mình cứ làm theo cái gì mà mình cảm thấy tự tin nhất. Khi mà anh làm những điều đó thì đối với một người Việt Nam như em thì em cảm thấy rất là tự hào ấy ạ. Bởi vì là anh đã giúp mọi người biết đến Việt Nam mình hơn, quảng bá Việt Nam đối với mọi người trên thế giới. Chúng mình chiến binh giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Hiếu đã gặp Tâm Tami để nhận được lời khuyên và cảm hứng từ một người đã có kinh nghiệm và trải nghiệm ở Hàn Quốc. Vì Hiếu rất là hồi hộp khi giới thiệu văn hóa và âm nhạc Việt Nam tại Hàn Quốc. Không biết được là khán giả Hàn Quốc đón nhận phần trình diễn của mình như thế nào ạ? Ai chà, đường phố có vẻ vắng nhỉ. Mà thôi, bây giờ lo cũng chẳng có giải quyết vấn đề gì cả. Nên thế là đâm lao thì phải theo lao thôi. I can be the one, I can be the one to hit her back. I ta ta to hit her back. Thật sự là Hiếu cảm thấy khá là buồn tại vì là chưa lôi cuốn được khán giả ở đây và mọi người không tương tác với Hiếu. Hiếu cảm thấy là mình đang như là một chú hề đang làm trò ấy mà không ai quan tâm à? Hiếu cũng nghĩ rồi là busking hôm nay ở Hàn Quốc không phải là dễ, nhưng mà khó như thế này là Hiếu cũng không nghĩ được. Hơi thất vọng một chút về cái điều là không được như mình, không được một tí như mình mong muốn. Lần quay trở lại này, Hiếu cảm thấy khá là chênh vênh, không có chắc chắn một tí nào cả. Tại vì là lần trước là Hiếu đã thất bại. Và nghệ thuật và diễn là một cái việc gì mà Hiếu có thể làm tốt nhất. Nhưng mà khi mà Hiếu không làm cái điều đó tốt được thì Hiếu cũng không biết được là cái việc gì mình có thể làm được tốt. Hiếu đang thấy mình là kẻ thất bại. Nhưng mà Hiếu phải cố gắng hết mình và phải làm lại một lần nữa. Và bố mẹ luôn dạy cho Hiếu là khi Hiếu muốn đạt được mục tiêu và đặc biệt là thực hiện được ước mơ của mình thì Hiếu phải bản lĩnh và không được bỏ cuộc. Vì thế với lần trở lại Seoul để busking lần thứ hai này, Hiếu đã chuẩn bị kỹ càng hơn, tập luyện kỹ hơn với dancers. Cảm giác không an toàn về sự thành công của lần busking này còn chưa đủ thì Hiếu nhận được thông tin nhóm dancers diễn cùng Hiếu vì giữa chừng. Hai tiếng rưỡi trước khi busking, mọi người cancel. Hiếu cảm giác cả thế giới đang bỏ rơi Hiếu. Hiếu thấy bực bội kinh khủng khiếp. Bên cạnh đó, Hiếu sợ sự thất bại lại tìm đến với Hiếu, kể cả khi Hiếu đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để quay lại Seoul lần thứ hai này. Wow, mọi người đến đông thế. Mọi người chờ sẵn rồi, hello. Mọi người chờ sẵn rồi, hello. 안녕하세요. Hey, nice to meet you again. 잘 지냈어요? 네. 서울. 잘 지냈어요? I'm Trong. I'm from Vietnam and Germany. And today I have like two wonderful supporters and dancers with me. They're like Lexi and Melo. They're gonna join me. Okay. Alright. So let's go. Thank you. All right, you guys ready? Yeah. What is like in Korean ready? 준비됐어요. Okay, can we all say together? 준비됐어요. All right, let's go. Do you guys know what this is? Have you ever seen this? Yeah? This is called Nón Lá in Pitanamu. And this is normally the farmers of rice, they use this for protection. You know, if the sun is like so strong, but in Vietnam. But I use it to perform. And I'm so honored and I'm so happy that I can show you guys a little bit of our Vietnamese music and pop culture. You guys wanna see? Yeah? Yeah? Okay, cool. Yeah, let's go! Song, Melo and Lexi won't join me, so I need other people to support me and help me with the performance. Sao về em từng lời ngọt ngào yêu thương, sao em hờ hững không đáp lại để lòng này vẫn vui. Một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Now turn around like this. Hey! Hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Big applause for Hương. A big applause for 이름이 뭐예요? 김예성이요. 김예성이요. 왜? 예성. 김예성이요. Ah, oh, no, ah, yo, it's like, okay, it's the polite, right? Okay. Kim Ye-song. How old are you? 10. Ah, 10 years old? Wow, like, you're a professional dancer? 댄스를 배우고 있어요. Guys, 좋아요? 좋아요. 네. A big applause for Kim Ye-song. This song is my Vietnamese song. It's called My Granny. It's like, you are my lovely granny. It's like my love, you know? And in Vietnamese, I say, I ask, vợ ơi. Yeah, so I'm asking like, hey, wifey. And then you guys should answer, ơi. Vợ ơi! Hàn Quốc, vợ ơi! Baby em hãy nghe bài hát. Anh biết cho em bằng những lời ca tuyệt trái tiếng chân thành. Hãy lắng nghe một chút thôi. Chưa một giây nào anh để quên. Hạnh phúc cho riêng mình anh, mình em thôi baby. You can't say no, 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 no. Nếu hôm nay chỉ nắng to, chỉ có muốn sẽ mưa đừng có lo. Còn nếu đêm khuya thì lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Anh yêu em biết đâu mà em là thế. Nhưng thế đã rất nhiều, dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con. Anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Yeah. Anh yêu em là điên đồ mà anh chụp. Đây em phải ôm sầu, nắng là mây là mưa là sao là gió bay. Ok em là bà nội của anh. Yeah, em là bà nội của anh. Yeah, clap for Kim Ye-song. Lindsay, come on. Yeah, anh yêu em là điên đồ mà anh chụp muốn. Đây em phải ôm sầu, nắng là mưa là sao là gió bay. Ok em là bà nội của anh. Yeah, em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Ladies and gentlemen, please give it up for Lindsay. You Peru, so you know how to dance. Hey, come here. I mean, like, everybody can. Come on. Que bailar conmigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya. Todo mi sentido va pidiendo más. Este que tu hermano sin ningún apuro. ¡Despacito! Quiero respirar tu cuello despacito. Fíjate que diga cosas al oído. Para que te puedas si no estás conmigo. Despacito. despacito, despacito. Tengo las paredes de tu laberinto. You wanna watch the lyrics? Hay un manuscrito. Si te pido beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, yo sé que estoy pensándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba. Sabe que sabe o está buscando de mi bamba. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero esto todo por aquí te cabe. Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el break. Empezamos lento, pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es rompecabezas, pero vamos a darlo aquí. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Okay, give it up for Daniel! Wow, you're amazing, bro! Let's go! We go it now! Don't believe me, just watch! Let's go extra! Uptown, funk you up! Uptown, funk you up! Say! Uptown, funk you up! Uptown, funk you up! 좋아요. 사랑해요. Thank you guys so much. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. The next song I just would love to perform for you guys is it's called Dare to be Different. Kyle Tutin did the choreography, and Kyle Tutin is the choreographer of Blackpink. So I had the honor to work with him and do this song. Let's go. Okay guys, thank you so much for coming. Now we have the solo part. Lexi, let's go, let's go! I want to hear you say! Way! Big applause for Lexi! Melo! Yeah. Guys, thank you so much, and our whole team, all the people. I think like this is the most beautiful thing about like doing music is that to see you guys like having fun, see you guys dancing and enjoying the time together. Okay, everybody. 하나, 둘, 셋, 더 이어 Vietnam. Kamsahamnida. Thank you so much. Thank you so much, guys. Woohoo! Okay, wait a second. One more. 한국 사랑해요. Okay. 하나, 둘, 셋. 한국 사랑해요. Yay! Thank you so much, everybody. Thank you so much. Really enjoyed. Yeah, my cheeks are hurting. I think it's very good to bring like some diversity to Korea. We appreciate it. Fortunately, we got to hear some great songs today, so it was a great opportunity. Here, like this person just brought in Vietnamese culture, and it was quite refreshing to see. I like the fact that he would bring in people from the crowd, like myself included. But because usually in busking in Korea, it's usually just a performer just doing whatever that person has prepared. But then today, you see him like bringing in people from the crowd, having them dance, and that just allows a lot of people with different talents and skills to actually show what they got alongside him. So it was quite nice seeing a lot of people actually joining in and even like chanting together. 되게 좋아요. 사실 저는 베트남 노래 처음 들어봤는데 되게 신났어요. 잘 모르는데도 즐길 수 있을 정도로 너무 좋았어요. I've never experienced Vietnamese culture or anything like this. This was the first time, and I just think it's, especially in Seoul, it's very, very cool to see so many people enjoying such a new culture all at the same time. And I like how he does it. He's very cool about it. Very nice. Like at first I was very shy, but he made it like really open and all about fun. So I enjoyed it. At first I was a little bit shy, but actually it was very fun, and he's so charismatic that you don't feel nervous anymore, so it was very fun. I have to say I love his energy. I think it is extremely contagious, and even if like we're halfway through a song or even when we're practicing, like I'd feel like tired or out of breath or just like maybe I mess up too much, he would just like look at you and his smile just like gave you energy, you know, and that's one thing that like even in all my years of dancing, that's still very rare to find. So I would say that's probably the most like impactful thing that I've gotten from this experience. It's very different from last time because we have a much more crowd this time, and the energy from the audience and together with the energy with Trong is like so good. And then during practice, he's so good and he's so sweet, and we're having a very great time during practice. Yeah. Chỉ là một buổi biểu diễn trên đường phố thôi, mà thực hiện được nó cũng khó kinh khủng khiếp. Hiếu đã trải qua những lần thất bại, rồi quyết tâm làm lại. Hiếu đã dành rất nhiều năng lượng, thời gian và tâm huyết để chuẩn bị, cũng như để biểu diễn trên đường phố ở Seoul. Nhưng mà cuối cùng, Hiếu rất là hài lòng về kết quả của ngày hôm nay. Tại vì điều tuyệt vời nhất với Hiếu khi làm nghệ thuật là được thấy mọi người cười và vui vẻ. Chúng ta không phân biệt hình thức, nơi trốn, đều có thể kết nối với nhau qua âm nhạc. Qua âm nhạc, chúng mình cùng chia sẻ tình yêu và đam mê với nhau. Cuộc sống có giới hạn, vì thế chúng mình hãy sống trong từng giây phút của hiện tại. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào những ước mơ của mình và quyết tâm để thực hiện những ước mơ đó. Không điều gì là không thể. Thất bại không phải là lý do khiến mình lùi bước, mà thất bại là những bài học để mình hiểu về bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới xem Trọng Hiếu Kinh Khủng Khiếp và chia sẻ tình yêu với Hiếu. Yêu mọi người kinh khủng khiếp ạ. Vì trước đây là mình có Thảo và Sơn đúng không? Hai người là yêu nhau. Thảo là người Việt và Sơn là người Hàn. Và mình có U Sung đúng không? U Sung là người Hàn và đã sống ở Việt Nam 15 năm. Và mình có Vân Anh. Tất cả mọi người đã sống ở Việt Nam rồi. Cái điều mọi người nhớ nhất từ Việt Nam là cái gì? Mình nhớ nhất là không khí ở Vân Anh, ở bàn của mình. Tất cả là cái meeting tập nhau tụ tập đúng không? Đúng rồi, là khi dù đúng không? Rất là nghe đúng không? Nhớ nhất là khi tụ tập bạn bè uống rượu ấy ạ. Chúc năm mới. Chúc năm mới. Ở Việt Nam mọi người biết dô như nào không? Uống xuống 2, 3, lô 2, 3, lô 2, 3, uống. Rồi đây là uống Uống thế nào? Uống hết. Uống hết. Hết thế nào? Hết sạch. Sạch thế nào? Sạch sành sành. Ở cả nhà mình mới rô với nước suối. Khi mà Sương đi chợ ở Việt Nam ấy, thì Sương cảm thấy như thế nào? Gặp được các bác, các cô bán hàng. Ở đây có nhiều loại thì thực phẩm. À, rất nhiều loại. Và nếu như mình muốn ăn một chút thì cho đó mình ăn thứ được. Nhất là giảm giá. À, thứ nhất là được giảm giá. Ông không đi mặc cả đúng không? Ông mặc cả như thế nào? Nếu bây giờ đây là Vân Anh là người bán hàng, sao là ông mặc cả như thế nào? Mua hàng đi anh ơi. Món hoa rất là đẹp nè. À, đẹp mà anh này đẹp, mang về tặng người yêu nhá. Chị ơi, cho bao nhiêu ạ? 50.000. 50 chốt này, rất đắt. Không đắt đâu, hoa này đẹp lắm em. Chị ơi, chị đẹp ơi, chăm giá đi. Thôi mua hoa này tặng người yêu là hợp lý rồi. Em không có tiền nha, chăm giá đi. 50.000 à? 40.000. 40.000. Chị ơi, chị rất là đẹp nè. 45.000 nhá. Rất là đẹp. 43. Nếu không giảm giá 43 thì em đi thôi nha. Thế thôi em quay lại đi đây 43. Cảm ơn chị, Thôi anh xin nói như vậy là đúng nên Việt Nam mình hay chính xác luôn. Thôi thế không bán thì thôi tôi đi đây. Thì mọi người sẽ gọi là đã giỏi hơn em ạ. Thôi mà còn có cái câu em rất là đẹp. Cứ đá cái câu đó mà chỉ rất là đẹp. Em thì hơi khác. Bên kia bán 40.000 mà em đi nha rồi. Ok, 40.000. Đây là ở Việt Nam 15 năm. Đây là 15 năm, đây là 4 năm. Cảm giác được 7.000. U Sung ở Việt Nam được 15 năm. Và về đây thì bán phở và kiểu cũng chắc chắn là rất là nhớ Việt Nam và kiểu cũng có một cái kết nối với Việt Nam rất là sâu sắc ấy. Thì U Sung có cái điều gì kiểu muốn nói với mọi người không? Lúc mà ở Việt Nam đó, thì ăn Tết cùng với gia đình. Ví dụ như có 10 ngày thì 3 ngày thì ăn Tết cùng gia đình. Còn những ngày còn lại thì qua nhà bạn bè ăn Tết cùng với bạn người Việt Nam luôn. Ăn uống rồi nói chuyện rồi đánh vài rồi tiếng lên các thứ, nên là cảm thấy rất là vui vẻ. Và lúc đấy em cứ tưởng là em không phải là người Hàn Quốc mà là em là người gì mà em là người dân tộc ở Việt Nam. Nên mình rất cảm ơn vì là ở Việt Nam có những cái Tết nó không khí nó vui và người ta kiểu hiền lành và tốt bụng và chia sẻ. Nên mình rất là yêu mến người Việt Nam. Chuyên quá. Cảm ơn. Không phải đấy. So sweet, thấy chưa? Mọi người thì sao? Mỗi lần mà Tết về ấy, thì nếu như mà không được về Việt Nam ăn Tết thì cảm giác rất là buồn, rất là buồn ấy ạ. Rất là nhớ. Nhất là nhớ cái mâm cúng đêm giao thừa, tụ tập với cha mẹ, xong chờ cái hồi ức mà hoa nó bắn chiếu lên. Bắt đầu là cả nhà ấy cùng cụng ly, nâng ly và chúc cho một cái năm mới. Thì nó có ý nghĩa đối với em rất là lớn lao ấy. Kiểu nó y như là một cái khởi đầu một năm mới để mà mình có thể là nhớ về hồi ức ấy, mình vượt qua được nhiều thứ. Ngày xưa ấy, khi mà chưa có sang nước ngoài thì em không có cảm nhận được cái sự gọi là được tụ tập với gia đình, cái Tết nó thiêng liêng đến mức như thế. Cho nên khi mà bắt đầu em sang nhà rồi, em sang Hàn Quốc rồi, mình muốn về mà không thể về, chỉ nhìn được mặt bố mẹ qua camera ấy, thì em mới thấy là thật sự luôn Tết cổ truyền Việt Nam là một cái gì đó, là một món ăn tinh thần rất là quan trọng và nó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người con người Việt Nam như thế nào. Thì em cũng mong là những người mà đang ở xa quê, những bạn đang ở xa quê thì có thể trải qua một cái Tết nó yên bình ấm áp hơn, và nếu như mà có cơ hội thì sẽ được trở về quê hương, tụ tập với gia đình bạn bè. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn mọi người. Thôi đang có muốn gửi lời cho bố mẹ không? Bố mẹ em tên là gì ạ? Tên là hả? Bố mẹ em ạ. Đây bố mẹ em kiểu là Hương. Tại vì Hương và ai ạ? Bố mẹ là Trấn ạ. Trấn ạ. Thì chắc chắn là cô Hương và chú Trấn rất là tự hào về con gái mình. Một mình đến một cái đất nước khác và học hành giỏi giang, kiếm được người yêu rồi cô chú ạ, đúng không? Hôm nay có muốn chia sẻ với cô chú không? Dạ, vào đây ạ. Cho bố mẹ vào đấy ạ. Bố mẹ uống này đấy. Thôi, Hương gọi rồi. Đúng là đấy, kiểu bây giờ mình đang còn cơ hội để mình thưởng thức thời gian, để mình thưởng thức Tết cùng với gia đình, bạn bè, thì mình hãy thưởng thức đi, đúng không? Và mình hãy dành thời gian cho gia đình và cho những người mình yêu thương. Mình chỉ biết được là khi trong hiện đại bây giờ mình đang được sống và mình đang có cơ hội để mình làm được những cái thứ chia sẻ tình yêu, chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh mình. Thế là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự là hôm nay nói chuyện với mọi người một phần là rất là vui và rất là cảm động luôn. Hiếu không nghĩ là được nhiều cảm xúc như thế. Thì cho Hiếu xin phép kiểu cũng gửi cho mọi người, cả nhà, anh em, mọi người, các bác, các cô, các chú, ông bà và các cháu. Dịp Tết rất là vui vẻ, ấm cúng cùng với nhau. Ở xa có thể không về được, nhưng mà chúng mình gửi rất nhiều tình yêu về Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Yeah. Việt Nam ơi. We are invisible.